Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Hồ Sơ X và mình là Nguyễn Nguyễn. Như các bạn nhìn thấy ở tiêu đề, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với một chương trình mà Nguyễn nghĩ là các bạn sẽ rất là hứng thú. Mình đã lên sóng được khoảng 2 tập ở trên kênh Hồ Sơ X rồi và nó chính là Đêm Đen Buông Xuống. Và nhắc lại cho những bạn nào chưa biết thì Đêm Đen Buông Xuống là chương trình mà nơi mỗi một số mình sẽ mời tới một vị khách mời khác nhau. Và ở những tập này họ sẽ chính là những cái người trong cuộc trải qua những cái câu chuyện tâm linh. Họ sẽ tự kể lại những câu chuyện đó, chứ không phải là Nguyễn, và Nguyễn chỉ đóng vai trò là một người dẫn dắt cũng như là một người lắng nghe chính cái người trong cuộc kể lại cái quá trình mà họ trải qua những cái vấn đề về tâm linh như thế nào. Và khách mời của ngày hôm nay tập thứ 3 là một người anh của Nguyễn, và hai anh em đã nói chuyện với nhau rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay mới có dịp tới quán cà phê rất là đẹp của anh, và anh dành cho Nguyễn một khoảng thời gian để mà anh có thể tự kể lại những cái câu chuyện tâm linh bản thân anh đã trải qua. Và xin giới thiệu với mọi người là anh Long. Anh có thể giới thiệu một xíu để cho mọi người biết là chào, mình là Long. Mình đã quen với Nguyễn được một thời gian rồi, và hôm nay là rất là hân hạnh là được Nguyễn mời đến với chương trình Đêm Đen Buông Xuống để mình có thể chia sẻ cho các bạn những cái câu chuyện mà do mình đã trải qua hoặc là do những người thân bạn bè kể lại cho. Và xin bật mí với mọi người chút xíu là anh Long đã gửi về cho Nguyễn những cái câu chuyện tâm linh này rồi, và Nguyễn đã kể trên kênh Chuyện Ma Có Thật. Nhưng mà hôm nay chính chủ sẽ tự kể lại cho mọi người nghe, và chắc chắn nó sẽ là một cái trải nghiệm mà các bạn không thể nào quên. Và bây giờ là chắc là chúng ta sẽ đi vào câu chuyện đầu tiên luôn ha anh. Thì cái câu chuyện đầu tiên là mình muốn gửi đến cho các bạn, đó là cái câu chuyện nó liên quan đến cái nơi làm việc mà mình đã từng trải qua. Và mình xin chia sẻ luôn là mình từng là đầu bếp. Và cái nơi mà mình sắp sửa đến kể đến đây là nó là một cái nhà hàng. Nó nằm ở bên khu vực đường An Dương Vương, và nó chính xác hơn là nó gần chợ An Đông. Thì đây là một cái chi nhánh của một cái hệ thống nhà hàng Nhật mà mình đã từng làm. Thì đó là một cái khu vực rất là sầm uất vào ban ngày, nhưng mà vào ban đêm á, thì nó trái ngược hoàn toàn. Cái con đường đó hẳn những bạn ở Sài Gòn đều biết là nó vào ban đêm nó rất là vắng vẻ. Khi mà mình lúc đó mình được thuyên chuyển đến cái chi nhánh đó với chức vụ là cửa hàng trưởng, và mình điều hành cái nhà hàng đó. Thì khi ban đầu đến setup cái nhà hàng thì nó rất là bình thường, nó không có một cái vấn đề gì cả. Nhưng mà sau khi cái nhà hàng nó hoạt động được khoảng 2 tuần thì bắt đầu nó có những cái chuyện lạ nó xảy ra trong nhà hàng. Cái chuyện đầu tiên là các thiết bị điện nó rất là dễ hư. Thiết bị điện nó hư liên tục, nó hư liên tục. Và hồi trước lúc mà làm thứ nhất là lúc đó tụi mình cũng đa phần là mình còn trẻ, với lại nhân viên ở đó cũng toàn là sinh viên không à, nên là tụi mình cứ vào và cứ dậy làm thôi, không có cúng kiến, không có một cái gì hết. Tức là mình không để ý luôn. Mình không có để ý gì đến cái chuyện mà lúc đó là không, lúc đó là giống như là cái hiểu biết về tâm linh của mình nó chưa có hiểu biết gì hết. Cứ dậy vô là cứ làm, không có cúng kiến, không nhang khói gì cả. Nhưng mà bắt đầu sau 2 tuần làm việc bắt đầu là có những hiện tượng lạ. Là thứ nhất là thiết bị điện nó nhanh hư, nó dễ bị trục trặc lắm. Nó thường xuyên nó bị trục trặc hư này hư kia nhỏ lẻ. Thứ hai nữa là nước nó sẽ lâu lâu ở trong toilet nó sẽ có cái tiếng là nước tự chảy, cái tiếng mà giống như là mình giật cái nước bồn cầu á. Tại vì cái văn phòng mà cửa hàng trưởng của mình là nó nằm ngay gần trên toilet ở trên tầng 2, thì chia sẻ luôn là cái nhà hàng đó là nó sẽ có 3 tầng ở tầng dưới, và cái tầng 1 á nó là cái khu vực tiếp khách, ở dưới nó là cái quầy để mà sơ chế giống như là để bán hàng này kia nọ đó, ở trên là khách ngồi, và cái tầng 2 ở trên đó nó là khu vực bếp và quản lý. Thì cái đó thì khách không có lên được, và cái toilet thì nó nằm ở trên lầu 2, thì ở trên đó là khách có lên trên đó thì cũng chỉ đi toilet thôi. Thì có một cái chuyện đó là cái ông bảo vệ hồi trước là mình làm là có hai người bảo vệ, thì một chú già hơn là chú Bảy, và một anh trẻ hơn là anh Dũng. Thì chú Bảy là ổng rất là gan, ổng hầu như là ổng không có vấn đề gì hết á. Ổng hồi trước ổng đi lính đánh bôn bốt mà, nên là ổng gan lắm. Mấy ông đó ổng lì lắm, ổng rất là gan, nên ổng
ở đó thì ổng cũng biết là có đó, nhưng mà ổng không có chia sẻ với mình hết. Ổng cứ vậy ổng ở thôi. Rồi nhưng mà đến cái đợt đó là cái ông chú Bảy đó ổng về quê, thì mới đưa cái anh Dũng đó phải choàn thêm cái ca là ca đêm, anh ở lại ca đêm. Thì ảnh mới bắt đầu ảnh kể với mình, với tụi mình là những cái chuyện là ảnh ở đó đó, tối ông ngủ á là ông bị kéo chân, mà nó kéo rất là mạnh, nó kéo rất là mạnh, nó kéo mà ổng trải cái ghế bố ổng nằm á là nó kéo ổng rớt xuống ghế bố luôn. Rồi ổng thường xuyên là nghe tiếng chân người đi lại ở trên lầu 2 á, mà thì ổng cũng theo cái nghiệp cái công việc của ổng là ổng phải lên kiểm tra thì sợ trộm mà, nhưng mà lên thì không thấy ai hết, không thấy ai hết. Ổng đã dùng rất là nhiều cách rồi, sau này ổng sợ quá ổng dùng nhiều cách không biết lỗ nghe đó, là ổng để dao trên đầu nằm. Rồi ổng cũng lận cái bùa bình an mà hình tam giác nhỏ nhỏ này nè, ổng lận trong người ổng á, nhưng mà cái chuyện đó nó cũng không có không giải quyết được, nó không có tác dụng. Đến nỗi là ổng sợ quá ổng phải là kéo cái ghế bố ra ngoài luôn, cái cửa ngoài á, ổng ngủ ngoài đường luôn, tức là nằm trước cửa hàng luôn, nằm trước cửa hàng luôn, ổng không có dám ngủ ở trong nữa. Và ổng có quay một cái đoạn clip nhỏ 2 phút ổng đưa cho mình coi, ổng nói là anh nói thiệt với Long á là anh gặp rồi đó, tao quay được cái đoạn clip này nè. Cái lúc đó là cái điện thoại của ổng chỉ là cái điện thoại Nokia ấy thôi, nên là cái chất lượng hình nó rất là mờ, nhưng mà ổng vẫn quay được là ở cái nhà hàng đó nó sẽ có những cái đèn treo, và mỗi một cái cụm đèn đó là có 3 đèn, có 3 đèn. Và như các bạn được biết á, là những cái nhà hàng máy lạnh á, là tối mà tắt máy lạnh này kia nọ là xung quanh nó là kiến hết, thì không thể nào mà có gió hay là này kia nọ mà vào được. Nhưng mà rõ ràng á, lúc mà đưa cho mình coi á, là cái trong 3 cụm đèn đó thì cái cụm đèn ở giữa nó xoay, nhưng mà nó xoay cái kiểu nó xoay theo chiều kim đồng hồ, xong nó xoay ngược trở lại, và nó chỉ có mỗi một cái đèn ở giữa đó nó xoay vậy thôi, và nó xoay liên tục trong vòng 2 phút như vậy, trong đúng cái thời lượng mà ổng quay, ổng quay đúng được như vậy. Một lần nữa đó là cửa hàng trưởng thì mình luôn luôn là mình chốt ca trễ, tại cuối ngày là phải kiểm tra doanh thu, sau đó là phải kiểm tra, phải chốt cái doanh thu ca sáng ca chiều, rồi gửi mail báo lại cho ban giám đốc, nên là thường là mình về rất là trễ. Và cái người ở cùng với mình lúc đó là con bé Lễ Tân, con bé cashier Thâu Ngân, nó sẽ ở lại sau chung với mình. Thì kế bên cái bàn làm việc của mình á, là nó sẽ có một cái máy bấm vân tay. Thì như ai cũng biết á, là cái máy bấm tay nó khi mà bấm vào thì nếu mà hoàn thành á, nó sẽ kêu là welcome, và nếu mà bấm trật vân tay nó sẽ kêu cái tiếng là có ồn. Thì hai anh em đang ngồi tính như vậy đó, thì cái máy đó nó nghe cái tiếng giống như là cái đài radio mà nó bị rè, nghe giờ nó nghe cái tiếng có ồn. Thì con bé đó nó sợ lắm, nó nói là cái gì ghê với anh, tại vì trước đó nó đã nghe đi những cái câu chuyện mà cái ông Dũng nó anh kể rồi, nên là nhân viên lúc nào nó cũng sợ, kết hợp thêm những cái chuyện trong nhà hàng cái nọ nó lắc nhắc vậy đó, nên là nó cũng sợ lắm. Cái anh mới trấn an nó là không sao đâu, chắc là do mấy đứa làm mì nãy nó cái tay nó bục mì á, nó quẹt giờ nó còn thôi. Thì anh mới lấy cái khăn ướt anh lau đi. Rồi sau khi lau xong rồi đó thì tiếp tục mình kiểm tiền đồ này nọ, thì đâu được khoảng 5 phút đó, nó lại nghe cái tiếng có ồn. Rồi lần này là con bé nó sợ quá, cái mà lúc đó là công việc cũng xong rồi, nói là thôi được rồi, vậy thôi em về trước đi, để anh ở đây anh chốt. Và sau khi bé nó về thì mình rõ ràng lúc đó là mình đã nghe là tiếng bé nó đi xuống dưới, nó dắt xe ra rồi kia nọ, rồi nó còn chào ấy nữa. Rồi mình cũng nghe được là ổng kéo cái tiếng cửa sắt, kéo cái cửa sắt xuống nhà ra, là mình biết là bé nó đã về rồi. Nhưng mà mình ngồi đó mình tiếp tục mình gửi mail thêm một chút nữa, thì mình nghe ở trong toilet nó có tiếng dội nước, cái tiếng nhấn xả bồn cầu. Mình biết là lúc cái thời điểm đó là mình tất cả nhân viên đã về hết rồi. Ông Dũng thì ổng vừa mới kéo cửa thì ổng không thể nào ổng chạy một phát một lên hai tầng lên đi vệ sinh mà bấm xả nước được. Và con bé Như cách xe thì nó cũng đã về rồi, nên là rất là ớn. Rồi thôi lật đật là tắt máy này kia nọ đi ra ngoài. Thì cái nhà hàng đó khi mà từ tầng 2
2 nó đi xuống dưới cái khu vực lầu 1 á, là nó sẽ có cái cầu thang, nó sẽ có một cái khúc cua. Và cái khúc cua đó nó ở trong cái câu chuyện mà mình gửi cho Yêu Nguyễn á, là mình bị thiếu sót cái đó, là cái khúc cua đó nó luôn luôn là lúc nào nó cũng tối, và khi nào mà buổi tối đi ngang qua nó cũng có cảm giác lạnh, nó cũng có cái giác đó là lạnh. Và theo cái cảm nhận riêng á, là mình lúc nào mình cũng có cái cảm nhận là có cái người nào nó đang đứng ở đó, có cái người nó đang đứng ở đó. Mình cảm nhận thôi, mình không có thấy rõ, nhưng mà mình lúc nào mình cũng cảm nhận là có cái người nào đứng ở đó. Và cái bữa đó mà khi mà mình nghe tiếng nước xả là mình lật đật mình bỏ về á, thì khi đi ngang qua rút cua đó, mình có cái cảm giác là nó lạnh dọc cái sống lưng, giống như là ai mà cầm cái nước đá mà để ngay cái sống lưng mình mà đẩy lên, nó lạnh ngược lên, mà mình cảm nhận được là tóc tai mình nó dựng lên hết, rất là sợ. Chạy xuống bỏ chạy về luôn. Tiếp đến cái câu chuyện nữa là thằng bé nhân viên của mình nó gặp, và cái khoảng nó gặp là khoảng lúc đó là không có tối đâu, lúc đó là chỉ khoảng vào 5-6 giờ chiều thôi, chạng vạng, nó là khoảng chạng vạng, lúc đó là khách chưa có vô này kia kia nọ hết. Thì lúc mà cái giờ đó là sắp sửa tới giờ cao điểm của buổi chiều rồi, nên là toàn bộ nhân viên sẽ tập trung hết xuống dưới tầng dưới để bán, và ở trên bếp là chỉ chừa lại một người để mà có thể là fill đồ ăn, chuyển mấy cái nguyên liệu rồi nọ xuống để bổ sung cho dưới thôi, nên là chỉ cần một người thôi. Và thằng Nhân đó là cái thằng nó được bữa đó là nó ở đó. Thì cửa của bếp á, là nó đối diện với lại nhà vệ sinh, nó xéo qua, nó chích chết thôi chứ không phải là nhìn thẳng qua, nó chích chết qua phía bên nhà vệ sinh. Và đó là cánh cửa hai chiều, mở ra mở vô gì được, nó không có khóa cửa, nó không có chốt cửa. Thì thằng đó nó cũng đang cắt gọt với lại nấu nước lèo rồi nọ thôi. Nhưng mà cái chóa mắt của nó thì nó thấy có cái bóng của một người nữ đứng lấp ló ở ngoài cửa đó. Thì nó mới nghĩ là khách, nói là ở đây bếp vậy, không phải là toilet, toilet ở phía bên kia chị qua bên kia. Thì nó vẫn tiếp tục nó làm, nhưng mà nó vẫn thấy cái khóa là cái người đó vẫn đứng đó. Thì nó mới nói là chị ơi, này là bếp chị ơi, khách không có được vô đây. Thì cái nó mới bước đi ra để nó dạng như nó hướng dẫn cho khách là qua bên kia. Thì nó bước ra thì nó không thấy ai hết. Thì cũng như ấy, nó sẽ nghe tiếng nước xả, thì nó trông giống như là rửa tay hay này kia nọ đó, nó nghe tiếng nước xả đó. Thì nó tiếp tục công việc nó làm thôi. Một chút nữa cái là nó mới đi phát hiện, nó đi vệ sinh, nó đi vào. Thì cái toilet đó là nó là toilet nam nữ dùng chung, thì nó sẽ có những cái bồn tiểu của nam, và ở bên trong nó có một cái bồn ngồi của nữ, thì nó sẽ có cái cửa. Nhưng mà thường nữ họ vô họ sẽ đóng luôn cái cánh cửa ngoài luôn. Yeah. Thì nó thấy cửa đóng thì nó nghĩ là cái người đó chưa ra, nó chờ thêm khoảng 5 đến 10 phút nữa, nó thấy lâu quá mà nó mất tiểu quá rồi, nó mới gõ cửa. Xong rồi chị ơi, không thấy trả lời, nó gõ thêm mấy tiếng nữa vẫn không có tiếng trả lời. Xong rồi nó mới mở cửa đi vô, thì ở trong đó không có ai hết. Xong cái là nó vừa bước ra ngoài là nó nghe tiếng dội nước, cái nó sợ quá nó chạy một phát một nó đi xuống dưới luôn. Thì nó hỏi là nãy giờ có ai lên trên đó không này kia, kêu là nãy giờ chưa có khách, mà toàn bộ dưới là thực sự là nãy giờ chưa có khách, khách chưa có vô, nên là toàn bộ câu chuyện nãy giờ là ở trên đó chỉ có một mình nó thôi, chỉ có một mình nó thôi. Sau nàng Nhân là nó không dám là làm một mình ở trên đó nữa, lúc nào nó cũng phải có người ở trên đó, hoặc là nó đi xuống dưới này luôn, nó bỏ đi xuống này luôn. Thì sau thằng Nhân á là cũng có hai con bé nữa, bạc tham mà cũng lâu quá mình quên mất tên rồi. Thì hai con bé đó thì nó cũng nghe chuyện của Nhân rồi, nên nó sợ nên nó làm luôn, lúc nào cũng nó đi nó cũng làm hai đứa. Thì nó cũng thấy cái tình trạng, cái trường hợp nó giống như vậy, nó cũng thấy có một cái bóng người nữ đứng lấp ló ở ngoài cửa đó. Thì có một bé thì nó dạng giống như tomboy, nó gan thôi, nó đi ra ngoài nó coi, nó kiểm tra, thì thực sự là khách thật mà. Thì nó ra coi hỗ trợ được khách gì không, nhiều khi khách không biết toilet ở đâu hoặc khách đi nhầm này kia nọ, thì nó hướng dẫn ra. Thì ra cũng không có thấy ai, và lại nghe tiếng nước xả ở trong đó. Thì cái nó mới chạy ra cái cầu thang, nó nhìn xuống dưới coi có khách có đi xuống dưới không, thì không có ai hết. Cái nó chạy xuống dưới nữa, nó hỏi là nãy giờ có khách nào đi lên trên bếp không, kêu đâu có khách đâu, nãy giờ chưa có khách. Và những cái gì nó xảy ra toàn vào những cái giờ mà nó chưa có khách, nên là không có thể nào mà nói cái chuyện nhầm lẫn được. Thì sau này là mới hỏi mấy cái người quanh quanh đó, mấy người mà mấy chú đi xe, thì họ mới nói. Thì cái này là mình không có kiểm chứng được nha,
tại vì mình cũng chỉ nghe những người đó nói lại thôi, chứ mình không có thật sự kiểm chứng. Mình nói họ nói là cái nhà đó hồi trước á là có một con nhỏ nó treo cổ chết ngay trên tầng 2 á, và cái chỗ mà mấy ổng chỉ á là cái phòng thay đồ của nhân viên, và cái chỗ phòng thay đồ đó nó lại sát ngay kế cái bếp luôn. Ờ là đó là hồi trước con nhỏ đó nó treo cổ ở đó đó. Rồi xong rồi ở ngay dưới cái nhà của mày á, dưới cái chỗ mà tụi bay đang để mấy cái bình ga đó, ngày xưa là con ọc nằm ghế bố, xong mấy ông cũng chết ở đó. Không có chết ở đó thì nghe sợ quá, nói bây giờ sao các kiểu. Lúc đó là thật sự là lúc đó tụi mình cũng còn trẻ lắm, nên là những cái chuyện tâm linh mà cúng kiến này kia nó không biết. Với lại phần nữa là nhà hàng người Nhật nữa, nên là mấy cái ông mà giống như quản lý khu vực này kia nọ mà người Nhật á, mấy ổng không có cho cúng kiến gì hết á, thì sợ quá mấy không biết sao. Thì con bé nhân viên á nó về nó hỏi má nó, thì mới mua mâm quả đồ này kia nọ lên cúng. Cúng thì chọn ngay cái chỗ cái góc ngay trước cái toilet luôn á, nó có một cái tiểu cảnh trồng mấy bông giả rồi nọ đó, thì mới lén cúng ở đó. Tại vì mình nghĩ là cái chỗ này là cái chỗ mà mình nó hay có cái những cái hiện tượng nó như vậy á, thì cúng ở đó, đặt cái bát nhang nhỏ cúng ở đó. Thì các bạn biết không, là cái hành lang đó là nó không có gió, nó là cửa kiến mà nó không có gió, không có một cái gì hết. Nhưng mà đốt nhang á, nhang nó đỏ lên. Mình đốt ba cái nhang với lại một cái điếu thuốc nữa. Và cái điếu thuốc đó nó giống như có ai rít, đỏ lên, nó rút xuống và nó còn nguyên cái tàn luôn. Tức là nguyên một cái tàn dựng thẳng lên. Nguyên cái tàn dựng đứng thẳng luôn. Và nhang cũng vậy, nó cứ đỏ lên, giống như là có ai hút cái đó rồi. Rồi xong rồi cứ khấn người ta nói thôi là đừng có ấy, rồi để cố gắng cúng mỗi một tháng vậy đó, cúng 12, 16 rồi nọ, cúng kiến này kia nọ, cúng lén thôi. Lúc đó là anh em dùng cái tiền mấy dây chai á cúng thôi, chứ thiệt sự là mấy ông đó không có cho cúng. Giờ mấy ông đến và mấy ông kiểm tra mà thấy đó là mấy ông phạt, và anh bị phạt mấy lần. Mấy ông phạt, mấy ông nói là không có cúng, mày mặc dù mình đã giải thích rồi là cái này chuyện tâm linh cái kia, nó có những cái chuyện lạ vậy đó. Nó nói là không, nhà hàng không có cúng, ổng cấm. Thì mình làm ở đó một thời gian, thì sau đó là mình nghỉ. Và sau đó thì cũng có mấy nhà hàng nó vô nó ấy, nhưng mà hình như là hầu như cái chỗ đó nó không có ai mà trụ được quá lâu. Một phần là có thể là mặt bằng nó quá cao đi, một phần nữa thì đó, như những gì mình chia sẻ đó, nó có những cái câu chuyện như vậy đó, nên nhiều khi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái công việc buôn bán này kia nọ. Tức là trong cái lúc mà anh Long còn làm ở chỗ đó thì anh thấy là cái lượng khách ra vô chắc là nó ít lắm đúng không? Nó ít, nó rất là ế, mặc dù á là cái lượng khách, cái lượng người mà đổ xô đến chợ An Đông á, nó rất là đông. Nó bởi vậy là nên là mới đánh giá nó bị sai á, là nghĩ là với cái lượng người như vậy thì cái lượng khách nó sẽ rất là đông, nhưng mà không, khách rất là vắng. Tức là nó có một cái tâm linh gì ở trong đấy làm cho không ai vô được. Nó không biết sao á, nhưng mà nó rất là vắng. Và cái điều mà mình cảm thấy là rõ ràng là cái khu vực đó nó có tâm linh, là tại vì ở đó nó gần cái khách sạn, khách sạn năm sao lớn, gọi là khách sạn C đi ha. Yeah. Khách sạn C đi, ok. Thì khách sạn đó nó đến cái những cái ngày mà rằm tháng 7 họ tổ chức cúng kiến rất là lớn. Họ mình thấy rõ ràng là họ lập nguyên một cái bãi giống như là một cái đàn á, một cái đàn, và có những cái sư mà mặc đồ giống như là lạc ma, có mấy cái nón mà cao đó, họ trì chú tụng niệm đồ này nọ, và có hình nhân, có giấy tiền vàng bạc, hình nhân cao gần bằng người thật luôn, rồi giấy tiền vàng bạc này kia kia nọ, giờ họ đốt ở trong những cái thùng rác bằng sắt lớn nha, mà mấy người bảo vệ cái đốt liên tục vậy, mà phải cầm theo bình chữa cháy ra để mà đốt. Thì anh biết là ở cái khu vực đó nó rất là tâm linh, mà đến cả một cái tập đoàn khách sạn lớn như vậy mà họ cũng cúng kiến như vậy, thì mình biết là nó có thật. Đúng rồi, tại vì thường á, theo em biết là những cái chỗ nào mà người âm nhiều, mà nếu mà không cúng được cho người ta, và thậm chí là có nhiều chỗ cúi cúng vậy thôi, mặc dù cúng rất lớn nhưng chưa chắc là làm ăn được, chắc là cái căn nhà mà bên chỗ cái chuỗi hệ thống nhà hàng của anh Long thuê chắc là nó bị vậy. Thứ nhất là người Nhật thì người ta không cho cúng, và nhiều khi có chỗ như em vừa nói là cúng xong chưa chắc là nó có tác dụng, tại vì nhiều khi có thể là người ta không chịu, người ta không muốn ai
người ta không muốn bất cứ một cái ai mà xâm nhập vào cái chỗ mà ngày xưa người ta đã từng sống ở đây. Tức là người ta bằng một cách nào đó mình không giải thích được đủ gì hết, vì rõ ràng ở một cái vị trí trung tâm đắc địa vậy mà không ai nghĩ là nó có thể, mà nó lại ấy đó. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất. Còn cái câu chuyện thứ hai nữa là mình muốn chia sẻ, đó là cái công viên, một cái công viên cũng khá lớn ở cái Sài Gòn này. Ơi thẳng tên nó ra đó là công viên Lê Văn Tám. Cái công viên Lê Văn Tám thì những cái người nào mà ở Sài Gòn lâu á, hoặc là ít nhiều thì các bạn cũng nghe đến nó, là ngày xưa nó tên là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Thì đó là một cái ngày, đó là ngày mưa, mưa nặng hạt lắm. Thì lúc đó là mình chở cái người yêu đầu của mình đi chơi. Đi chơi mà nó vui vẻ lắm, nên là đi thường hay kiếm những cái đường mà xa xa để đi về. Thì cái đợt đó là mưa nó cũng nặng. Thì đi ngang cái công viên đó là cái khoảng thời gian là khoảng 9 giờ mấy á. Tại lúc đó mình còn đeo đồng hồ á, là trước đó là mình còn coi mấy giờ để chuẩn bị về. Lúc đó mình còn nhớ là 9 giờ 10, 9 giờ 15 gì đó. Mưa nặng hạt. Cái đường Phùng Cắt Khoang nó trắng hoe. Thì mình vừa đi cái đường Phùng Cắt Khoang, thích đi cái đường đó tại cây cối nó nhiều nên nó mát. Đi cái đường đó thì mình chạy ra sẽ ngay cái hướng mà công viên Lan Tám, cái hướng bên đường Điện Biên Phủ á. Thì vừa trờ ra, ôm ra, thì ngày trước ở ngay cái chỗ cái khu vực đó, nó có một cái công viên nước. Nó xây dựng cái công viên nước nhỏ 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 cho thiếu nhi chơi. Lúc đó mưa lớn, chạy qua thì mình thấy rõ ràng là có một đám nhóc, đâu khoảng 7-8 đứa gì đó, nhỏ nhỏ rồi, 8-9 tuổi nhỏ nhỏ, nó đang chơi giỡn ở dưới đó. Đang chơi giỡn trượt cầu tuột này kia nọ, hất nước rồi. Mà nó lạ một cái nữa là mấy đứa đó nó không mặc đồ bơi. Mấy đứa đó nó mặc đầm, mặc áo thun, quần sọt, đồ các kiểu, giống như mặc đồ thường, như nhảy xuống bơi vậy thôi. Lúc đó mình còn nghĩ sao mà giờ thì mưa lớn mà lại ở đây. Thế mới nói với người yêu mình là sao, là em coi giờ cha mẹ nào kỳ, tối 9-10 giờ thả con ra tắm về mà mưa gió vậy dễ bệnh chết. Cái người yêu mình nó mới dán cái áo mưa ra. Ủa anh nói ai đâu có ai đâu đó đâu. Thì mình mới quay lại, có mà, có mấy đứa nhóc mà. Tại vì rõ ràng mình còn nghe tiếng tụi nó cười giỡn này cái nọ đó, chứ không phải là chỉ thấy hình đâu, còn nghe tiếng tụi nó cười giỡn, cười cắt cắt. Quay qua thì nó vắng que, nó không có một cái gì hết. Nó vắng, không có một cái gì hết. Là toàn bộ là nó chỉ có mưa và mưa thôi. Và cái khoảng thời gian mà mình vừa thấy, mình chờ đi tới lúc mình nói, nó đâu có bao nhiêu mưa đâu. Mà dù lúc đó chạy chậm thì nó cũng không có bao nhiêu hết nữa. Quay ra cũng không thể nào mà tụi nó lên trên bờ mà đi nhanh vậy được. Mà cái lúc đó rõ ràng thấy là chỉ có mấy đứa nhóc nó ở đó thôi. Và nó không có phụ huynh hay không có người nào ở đó. Đó là cái lần mình thấy rõ ràng nhất. Trước đó thì như hồi còn học sinh á, thì cũng có vào trong đó chơi mấy lần. Cũng có vô trong đó chơi mấy lần thì dạng như vô chơi, đạp xe đạp vô chơi, mình chơi đi vòng 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 á, thì cũng có một vài lần mình gặp những cái hiện tượng. Nhưng mà mình lúc đó là phần mình còn nhỏ, với lại lúc đó mình cũng vô tư, mình không nghĩ cái đó lại. Thì rõ ràng là có những cái lần á, là mình thấy là đi trước mình á, có một hai người vậy đó đi xa nè, giống như là người dạng như người đi bộ đó. Nhưng mà mình cứ đi một hồi á, xong cái họ đi tới cái khúc đó, tự nhiên cái không thấy họ nữa. Là giống như họ tan vào trong màn đêm á. Mình cứ nghĩ là lúc cái thời điểm đó là mình nghĩ là chắc là mấy ông nội chạy kiếm chỗ nào khuất để đi tiểu thôi. Mà không, đi tới không thấy ai. Cái đó là cái gốc cây. Đúng là cái đó là cái gốc tối rồi, gốc cây thiệt đó, nhưng mà tới đó thì không thấy ai hết. Tới thì không thấy ai hết. Thì lúc đó cũng có ớn rồi, cũng sợ rồi. Mà lúc đó thì không có nghĩ gì nhiều, mình không có nghĩ là mình gặp ma đâu, tại vì mình thấy rất là rõ ràng. Và cái người đó nó không có cái hình dạng gì gọi là ghê hết. Nó giống như mình vậy thôi, cũng mặc quần quần sọt lửng lửng, áo thun. Họ đi trước mặt mình nha, đi khoảng hai người vậy đó. Đi. Rồi cái tới đó là họ mất tích. Đó là một lần, đó là hai lần mà mình gặp ở trong đó. Và cái lần mà mình gặp cái hồ bơi đó là mình thấy rõ ràng nhất. Và mình vừa gặp, mình còn vừa nghe tiếng nữa. Và sau này thì cái hồ bơi đó nó bị lấp đi.
nó giờ nó chỉ là còn trồng cây cỏ rồi, không biết là có vấn đề gì hay, nhưng mà người ta đã lấp đi rồi, người ta dọn cái hồ bơi đó đi rồi. Rồi mình còn có những cái câu chuyện nhỏ hơn là mình nghe từ người thân và bạn bè kể lại. Thì như ở đây thì mình bán quán đây, thì hồi trước á thì mình có một cái anh bạn, một cái anh shipper á, anh giao cho Now á, thì anh có kể lúc mà ngồi ấy, thì anh có kể nói là anh nói, lúc đó anh kể là nói mới hôm qua đi vào cái đơn mật mà, mới hỏi là nó là sao, nói hôm qua đậu ở ngoài Hai Bà Trưng là nó nổ một cái đơn, nó nổ một cái đơn là một cái quán ăn nào ở đường Trọng Văn Khải á, thì anh mới theo cái định vị anh chạy vô, thì nó là một cái con hẻm nhỏ mà đến bây giờ anh cũng không có nhớ là con hẻm nào. Anh chạy vô đó thì ở trong đó nó có một cái quán ăn, nó có một cái quán ăn, nó là cái quán ăn giống như kiểu ông nói là nó quán ăn giống như dạng với quán ăn bình dân bán mấy cái món gia đình hồi xưa thôi. Thì lúc ảnh chạy tới thì đèn tắt tới thui hết trơn rồi, thì nó có một cái cách cửa sắt nó khép lại, nó kéo giống như là con người vừa mới kéo cửa sắt lại đó, thì nó còn ở khoảng một khúc khoảng 6 tấc, nó còn như vậy đó. Thì anh thấy chồng không ấy, thì anh nhìn vô thì anh thấy có thấp thoáng người, có bóng người. Anh mới nói là có đơn nào chú ơi, có đơn nào là chú ơi, bán hàng nè chú ơi. Thì anh mới nghe cái tiếng ở bên trong á vọng ra cái tiếng một cái người đàn ông nó trầm lắm, nói là quán nghỉ bán rồi, quán nghỉ bán rồi. Nói quán nghỉ bán rồi, vậy chú tắt app đi rồi tại có đơn này vậy chú hủy đi chứ không là con bị trừ điểm rồi nọ. Cái anh không có nghe tiếng trả lời, cái anh mới kêu vô chú ơi nghe nói không chú ơi. Thì đúng lúc đó thì có cái ông nhà đối diện ông dắt chó ra ngoài đi vệ sinh, thì ông mới thấy, ông mới hỏi là chú kiếm gì bên đó vậy. Nói vậy có đơn giao hàng nè nên con đến con lấy mà quán nghỉ rồi, nghe chú trong đó nói là quán nghỉ rồi. Ông mới nói là cái quán đó ta bỏ lâu lắm rồi, mấy năm trời đâu có ai ở đây nữa, từ hồi ông chủ ông chết tới giờ đâu có ai bán nữa, con cái ổng thì đi nước ngoài hết rồi nên là cái nhà này để không vậy đó, chưa có bán, làm gì có ai trả lời chú được trong đó. Sau một lúc đó cái anh shipper anh chắc anh phải thắc mắc làm sao mà anh tin dễ gì được. Thì ảnh không có ấy đâu, ảnh mới không có tin được cái chuyện đó đâu, nên là anh mới nói là ủa rõ ràng là có nổ đơn mà, có nổ đơn mà. Thì ảnh mới lấy điện thoại ra ảnh kiểm tra lại, nói để con gọi lại. Anh kiểm tra lại thì anh không thấy cái đơn ở trên đó nữa, anh không thấy cái đơn mà nó vừa mới nổ nữa. Ổng không thấy cái đơn đó nữa. Mà lúc đó thì ổng mới nhìn vô cái quán đó thì ổng mới nhận ra một cái điều là đúng thiệt sự là cái quán đó nó cũ lắm rồi, nó không có cái vẻ gì gọi là đang hoạt động hết. Và cái cửa đó không biết sao mà cửa ngoài thì nó đóng nó khóa, nhưng mà cái cửa sắt đó tại sao không kéo lại mà nó cứ để hở ra vậy đó. Thì nhìn vô cũng không còn cái gì đâu, không nhìn, lúc đó nhìn rõ vô thì nó cũng không còn đồ đạc gì trong đó nữa hết. Tức là nó nhìn bên ngoài là không chắc chắn là cái chỗ này không phải là chỗ quán ăn, đúng rồi, nếu như quán ăn là nó phải để tủ hoặc là lát đác này kia. Đúng rồi, lúc đó tao không mới để ý ra là nhìn cái quán này đúng thiệt sự là cái quán này nó không có hoạt động, tại vì nó cũ kỹ lắm rồi, nó nhìn nó biết chắc là nó không thể nào là dạng như cái quán vừa mới bán vừa mới nghỉ được hết trơn. Nên là với lại phần nữa là ông thấy cái vẻ của ông kia có vẻ sợ á, nên ông này cũng ba chân cũng chặn ông giọt luôn. Vậy sao đó ông, sau đó cái anh bạn của Lâm có tiếp tục làm nghề chạy nào không vậy? Thì ông vẫn chạy thôi, nhưng mà có điều là ông, cái điều nữa là thiệt sự là không biết sao ông không có nhớ được cái hẻm đó. Thường là mấy anh ship là anh sẽ nhớ đường, nhớ đấy. Lúc mà anh hỏi là vậy anh nhớ được cái, tại mình cũng tò mò nè, mình muốn hỏi đi, mình đi tới cái quán đó mình coi thử. Thì anh nói là thiệt sự là bây giờ không có nhớ được cái hẻm đó, chỉ biết là nó nằm ở đường Trần Văn Khải thôi. Và cái lúc đó là quẹo vô cái hẻm đó là hẻm nhỏ, và cái quán đó là cái quán nó rất là cũ. Anh chỉ nhớ được là cái quán nó rất là cũ, nó dạng như là cái quán bán đồ bình dân mà cửa ngoài thì nó khóa rồi, nhưng mà cái cửa trong á là cái hai cánh cửa sắt chỉ kéo lại chừa cái khoảng 6 tấc thì nó còn hở ra thôi. Anh chỉ nhớ được điều đó thôi, anh không nhớ được cái hẻm đó là cái hẻm nào. Chắc là người ta sẽ khiến cho mình quên. Anh không nhớ được cái hẻm đó là hẻm nào. Đó là một chuyện, một cái câu chuyện nhỏ tiếp theo nữa, đó là nó cũng gần ngay quán này.
đó là hồi xưa trước á, bây giờ thì mấy cái anh đổ rác anh đổ rất là sớm, nhưng mà trước đây á có hai ông, ổng đổ mấy cái giờ ác đạn, ổng đổ 2-3 giờ sáng, ổng đi 2-3 giờ sáng không à, toàn là 2-3 giờ sáng ổng mới đi. Thì có một lần đó tự nhiên là rác còn quá trời luôn, không có ai đổ, mấy ngày trời không thấy đổ. Thế là đến ngày thứ hai thứ ba vậy đó mới thấy là ổng đi vào cái buổi sáng. Thế mới nói là ủa giờ đổi ca, đổi không có đi buổi tối nữa anh, giờ đi lên sáng anh. Ổng nói là trong khúc kia nó có quỷ ghê lắm, khúc kia nó có quỷ ghê lắm. Thế là mình mới hỏi là sao anh, nói là ừ cái khúc ở trong đó đó. À, hôm qua là hôm bữa tao đi á, là tối khuya 2-3 giờ sáng đi á, thì gặp, ổng nói là đại khái thôi là gặp quỷ không đầu thế đó. Thì như kể cho bạn biết luôn là cái hẻm này nè, thì cái xe rác á họ chỉ chạy được vô trong cái khúc dừng lại khúc đó thôi, nhưng mà ở những cái hẻm sâu ở trong á thì cái xe rác nó không vô được, thì mấy ổng sẽ phải kéo một cái xe kéo một cái xe con nhỏ 3 bánh á, mấy ông kéo vô đó để thu lượm rác vô trong cái đó. Thì khi mà cái ông Tuấn á, ông đi vào trong cái hẻm đó, cái hẻm sâu ở trong này nè, thì vừa ôm con thước cua đó, thì ông thấy lúc đó là cái hẻm này tối lắm, bây giờ là mới gắn đèn chứ hồi trước là tối lắm. Hẻm này là 6 bis. Đúng rồi, hẻm 6 bằng đồng. Thì cái hẻm ở trong này là sau này mới gắn mấy cái đèn trắng trắng á, nhưng mà hồi trước nó tối lắm, nó chỉ có dựa vào cái đèn của nhà dân thôi. Mà tối khuya cái mấy ổng đi vào đó thì nhà dân ta cũng tắt đèn hết trơn rồi, nên là nó tối lắm. Đi vào đó thì mấy ổng thấy là có một cái người đứng ở ngay cái góc tối tối đó. Thì kiểu những mấy anh cha này cũng hay chọc mà, kêu, tưởng là sinh viên về khuya, kêu sao vậy em, để quên chìa khóa hả? Cái ổng nghe trả lời, cái mấy ổng thì ổng nghĩ ghẹo chơi không trả lời thôi, mấy ổng cứ kéo xe tới thôi. Đến khi mấy ổng kéo tới á thì mấy ông phát hiện là cái người đó không có đầu. Tức là nhìn từ xa chỉ thấy có một cái bóng đen vậy thôi. Nhìn từ xa thì họ giống như họ đứng ở trong cái bóng tối á, thì chỉ nhìn thấy cái từ khúc qua trở xuống là mặc một cái áo bông. Ông nói là mặc một cái áo bông. Là con gái hả? Con gái, áo bông, nói là đứng ở đó. Và ông nghĩ là chắc là sinh viên nữ đi làm về khuya hoặc đi chơi về khuya, ghẹo gái mà, để quên chìa khóa em. Cái ông không có trả lời, thì ông nghĩ là ghẹo chơi không trả lời thôi. Cái ổng mới làm công việc của ổng tiếp, là ổng kéo xe đến, ổng lấy rác này kia nọ. Khi mà kéo, ổng đi gần tới á, thì ổng mới thấy là cái người đó nó không bất động, nó chỉ có cái này trở xuống. Quảng quá, vừa bỏ cái xe lại luôn, bỏ cái xe lại luôn, vừa chạy vừa la. Thì ổng mới nói là nó lướt theo ổng. Cái bóng á. Cái bóng lướt theo luôn. Nó lướt theo, nó lướt gần tới đây, ổng chạy ra đây thì ổng mới la. Thì cái ông còn lại á, Tú mới nghe, mới chạy vô đó, ông chạy vô đó thì ông mới cũng thấy ông kia vừa lết ra. Hai ông sợ quá là lấy cái xe đó đẩy để mà giống như là làm cái kịch giật cản để cản cái nó lại, đẩy vô đó thì nó cứ lướt tới vậy. Mấy ông sợ quá, mấy ông bỏ luôn cả cái xe rác ở đây, mấy ông chạy đến sáng hôm sau mới nhờ bạn bè hay người nào đi tới đây lấy cái xe rác về. Về cái ông nội Tuấn kia, ổng bệnh mấy ngày trời. Bệnh mấy ngày trời á, đến lúc ổng đi được á thì ổng mới dám đi, và ổng chỉ đi buổi sáng thôi. Ổng mới đi buổi sáng thôi, ổng mới dám đi ban đêm nữa. Và bây giờ ổng cũng nghỉ luôn rồi. Ổng cũng nghỉ luôn rồi. Thì cái khu này á thì thật sự ra nói á là quanh đây hồi xưa anh lúc mà anh còn là học sinh cấp 3 đó. Là cách đây khoảng bao nhiêu lâu trước? Cũng lâu lắm rồi, lúc mà cái đường Phạm Văn Đồng còn chưa mở rồi. Thì anh nhớ là lúc anh học cấp 3 đó là anh có một cái thằng bạn ở trong cái hẻm đó. Mà lúc đó là cái đường xá, đường Nguyễn Kiệm, đường này kia nó chưa mở đường nên là đi ngoằn ngoèo lắm. Anh nhớ là anh đi vô trong nhà của thằng bạn nó chơi á, đi nguyên trong cái khu quanh đây nè. Là lúc đó là người sống ở chung với người chết. Mồ mã tùm lum tà lá hết trơn á. Trong nhà thằng bạn anh á là ngay trước nhà nó cũng có hai cái mã mà anh hỏi nó là ủa mã này của ông bà mẹ, nói không, mã này của ai á không biết luôn. Thế ba mẹ tao mua ở nhà này là đã có rồi nhưng mà không ảnh hưởng gì nên là cứ thờ cúng. Trong này, ở trong này thì nó vẫn có những cái mã, nó vẫn có mã, những cái mã xưa lắm. Thì hồi trước là nhân viên anh ở đây thì có con bé là nhà nó ở trong cái hẻm đó,
nó đi làm buổi tối về là nó luôn luôn phải gọi điện chờ mẹ nó ra đón, hoặc là bữa nào mẹ nó không đón được là nó chạy thôi chứ không dám đi bộ, nó chạy hết tốc lực nó về nhà, nó không dám đi một mình. Tức là bây giờ trong cái hẻm này vẫn còn những cái mã cũ đó hả? Đúng rồi, vẫn còn. Nhưng mà mã này là mã kiểu người ta mất lâu rồi, xong rồi con cháu cũng mất theo, không ai thừa nhận hay là sao? Đúng rồi, có thể là vậy. Sau này những cái người con cháu đó họ bỏ, họ đi hay là họ đi nước ngoài hay là vượt biên gì đó thì không biết. Nhưng mà lúc mà anh làm quán ở đây, anh có thấy là người ta vô người ta đốt nhang trong mấy mã đó không? Không, thì trong cái khu đó thì họ sống ở trong đó nào giờ. Tức là nó biệt lập. Trong đó mình cũng không có vô trong đó. Mình cũng không có nhu cầu vào trong đó, mình cũng không có vô trong đó. Nhưng mà nghe mấy nhân viên nói là ở trong khu đó là nó còn mấy cái khu mã mà xưa ở trong đó đó. Nó có mấy cái mã xưa ở trong đó đó. Cũng thì em là dân Gò Vấp nha, em không biết khu này luôn. Đúng rồi. Nghe thì trước là lúc mà mình là học sinh á thì mình mới có cái dịp là đi theo nhà thằng bạn đi vô chơi thôi. Mà lâu quá rồi cũng chả nhớ thằng đó là nó ở đâu. Thì hồi xưa cái đường này nó hẻm ngoằn mèo lắm, chằng chịt lắm. Vô thì lúc đó vô thấy chỗ nào cũng mã, nhà nào cũng có mã, là người sống lẫn với người chết cứ vậy. Cứ mã quá trời vậy. Nên là cái chuyện của mấy ông kia kể á thì mình nghĩ là nó thật sự là mấy ông thấy thật. Chứ em nghĩ là chắc hai ông này cũng không rảnh nào mà bịa chuyện, tại vì rõ ràng đang làm ban đêm xong rồi làm ban ngày. Đúng rồi. Chuyện là làm ban ngày mà nghỉ mấy ngày trời mới đi làm. Ông nghỉ mấy ngày, ông nói là ông bệnh mấy ngày luôn, ông bệnh 3 ngày luôn á. Ông mới phải khỏe, ông mới đi được. Giờ ông làm được thời gian ông cũng nghỉ. Ông chắc sợ ám ảnh quá. Bây giờ mỗi lần đi vô khu này là nó bị ám ảnh kiểu. Mà mã ở đây vẫn còn, chưa biết chắc được khi nào mình gặp lại. Đúng rồi, nó vẫn còn á. Có những nhà thì đó là người thân của người ta, nhưng mà có những nhà như nhà bạn anh là hai cái mã đó nó không biết là của ai hết. Nó không biết là của ai, nó kêu là hồi trước ba má nó mua cái nhà đó là có rồi, thì nghĩ là lúc đó ba má nó cũng khó khăn nên là mua luôn, biết là đất có mã nhưng mà mua luôn, không còn sự lựa chọn nào khác. Đúng rồi. Thì họ sống ở đâu họ quen đó, họ sống riết cái thời điểm đó mình vô nhà nó chơi thì những cái người hàng xóm họ cũng phơi phóng đồ này cái nọ trên những cái gò mã đó luôn, ngồi nhậu trên mã đó mà nên là họ quen rồi cái chuyện đó. Thì đó là một cái câu chuyện. Tiếp đến là có một cái câu, còn cái câu chuyện lớn mình đã từng gửi về cho Nguyễn á, là do cái thằng em chơi chung với mình cũng thân, thì nó là sinh viên trường đại học X. Thì những bạn nào mà đã theo dõi kênh của Nguyễn rồi thì sẽ biết được là trường đại học X là nó nằm ở đâu. Xin tiết lộ bí mật chút xíu là nó nằm Gò Vấp. Đó là nó là sinh viên ở cái trường đó. Nó là cái sinh viên ở trường đó. Thì nó là ngày xưa đó là nó ở Trà Vinh á, thì nhà nó sống cũng ở gần cái khu Nhị Tỳ á. Nên là cái chuyện mà mồ mã ma cỏ rồi nọ đối với nó là nó gặp nó cũng không có gì, là nó cũng quá quen cái chuyện đó rồi. Thì khi mà nó đậu đại học á, lên Sài Gòn á, thì nó kêu là nó học ở cái trường đó. Thì khi mà nó nói là nó vô cái trường đó nó học á, thì cũng nó cũng nghe nhiều người nói là cái trường đó nó thế này thế kia, nó có những cái chuyện này chuyện nọ. Và nó nói là dưới quê nó sống gần cái khu Nhị Tỳ, không có gì sợ. Tối nó còn đi mua đồ, mua này cái nọ bình thường mà. Em có thể nói rõ là cái khu Nhị Tỳ là khu gì cho những bạn nào người ta chưa biết? Cái khu Nhị Tỳ đó là nó này như khu nghĩa trang vậy đó, nhưng mà dạng như là nó không có quy hoạch gì hết, nó chỉ là cái khu đất thôi. Giờ người nào ấy muốn vô chôn, nó chôn tùm lum tà la, nó không có theo cái gì. Cái khu Nhị Tỳ đó cũng có thể là một cái khu của gia tộc, của người, của một cái gia đình nào đó, hoặc là nó được là quy hoạch nó là giống như cái bãi tha ma chôn người thôi, nên là chôn tùm lum tà la đó, không có theo một cái đường lối quy hoạch gì hết trơn. Dạ rồi. Nó gọi là khu Nhị Tỳ. Khu Nhị Tỳ. Thì nó lên trên này nó ở. Thì cái hồi năm nó hồi đầu cái năm đầu nó ở á, thì nó nói là cái thời điểm đó là nó cái trường đó nó nổi tiếng có một cái vụ là rớt thang máy mà đi nguyên một nhóm đó. Thì nó kêu là cái thang máy đó nó sẽ có hai thang, nhưng mà khi nó lúc mà nó vô học á thì cái thang kia nó chưa có thai, nó vẫn hoạt động bình thường nha. Cái thang mà rớt đó, nó vẫn còn cho hoạt động. Thì nó kêu là buổi tối á, bảo vệ sẽ phải khóa cái thang đó lại.
Họ khóa bằng cách nào? Là có nghĩa là họ có cái chìa khóa đó, họ khóa thang lại luôn, có nghĩa là cái thang nó xuống là nó mở ra, họ khóa lại luôn, là nó sẽ không có lên xuống gì, chỉ sử dụng một thang một thôi. Còn hồi trước là dạng như là nó sẽ cho hai thang, ban ngày là cho hai thang, nhưng buổi tối là họ sẽ khóa một cái thang, là cái thang mà bị rớt đó, họ sẽ khóa lại. Tại vì á, nó có những cái chuyện là cái thang nó sẽ tự lên xuống hoài luôn. Mặc dù buổi tối là những cái lớp học nó không có học, nhưng mà nó cứ tự lên xuống, xuống nó mở tan, mở cửa ra, xong rồi đóng lại, nó đi lên, xuống, lên đi xuống. Nó cứ liên tục như vậy. Và tụi nó, đợt đó là nó nghe, lúc đó tụi nó còn trẻ mà, tụi nó hay thách nhau. Nó nghe cái chuyện đó, nó biết cái chuyện đó rồi, nhưng mà tụi nó thách nhau là tối bấm cái thang máy đó, đi lên các tầng. Thì tụi nó cứ chơi vậy, một thằng vô bấm thang máy đi lên, một mình một thằng thôi, cứ luân phiên vậy, từng thằng vô bấm thang máy đi. Và có một thằng nó bị, thằng nó bị, nó vô đó là nó ra là nó không thở nổi luôn. Nó ra nó bấm, nó lên được tầng 3 xong là nó bỏ, nó chạy xuống luôn. Nó kêu là nó không thở nổi. Nó kêu là vô nó giống như có cảm giác là rất là nhiều người mà ngồi lên trên người mình, đứng nó không thở được. Cái không gian nó bị cô đặc luôn, nó không thở được. Nên là cái thang máy nó vừa lên, nó mở ra được tầng 3 là nó chạy xuống liền luôn. Là anh không dám đi xuống bình thường nữa, không thang dám máy, đi xuống bình mà thường phải chạy thang bộ luôn. Phải chạy thang bộ luôn. Cái đợt đó là có một cái chuyện nó ghê hơn là thằng đó, nó đợt đó là nó vừa buổi trưa đó, là nó vừa ra hút thuốc, nó vừa ra ngoài nó mua thuốc, thì nó vừa đi ra ngoài khỏi cổng á, thì ở đây nó nghe một cái tiếng bịch. À, cái đó là một cái vụ là một cái bạn nữ, bạn nhảy lầu. Bạn nhảy lầu thì chắc là bạn nào mà ở học ở trường đó rồi chắc mấy bạn biết là ở đó là mấy ông giám thị với bảo vệ là mấy ông giống như là được đào tạo sẵn rồi. Vừa mới cái là mấy ông kéo rào lại hết, mấy ông đem chiếu, đem lương nhang này kia nọ xong xuôi hết rồi. Thì cái thằng đó nó cũng nó, lúc đó là nó xài con iPhone 5 hay gì, nó chụp được tấm hình lại, nó chụp được cái tấm hình lại, nó giữ được tấm hình đó. Nhưng mà cái thì lúc đó nó không, lúc đó nó cũng chả nghĩ gì đâu, nó nghĩ là cái tưởng thứ tò mò, nó thấy nó chụp thôi, nó chụp lại thôi. Cái là tối bữa đó, tối bữa đó là nó ở trong cái túc xá, thì lúc đó nó đang ngủ trên giường tầng ấy. Thì có một cái anh năm hai năm ba gì đó, ảnh mới từ ngoài cửa ảnh gọi vô, anh kêu là ê Tú ơi, con ấy nó kiếm mày kìa, bồ mày nó kiếm mày kìa. Thì nó mới nhìn ra thì nó thấy rõ ràng là có cái bóng của một cái người nữ đứng ngoài đó. Thì cái anh kia anh kêu mấy lần á, thì cái anh Tú đó anh mới đi ra, anh mới đi ra ngoài, anh đi ra ngoài. Thì hồi cái nghe anh kêu vô là có ai kiếm tao đâu mày, có ai kiếm tao đâu. Kêu ủa lúc nãy có con Hiền nó mới kiếm mày mà. Kêu ủa tụi tao cãi lộn bữa rồi gặp mặt đâu, qua kiếm tao chi, tao chi tay nó rồi. Kêu nó rõ ràng nó mới đi đây mà. Cái chạy ra coi thì không thấy ai hết, không thấy gì. Cái hành lang nó không dám que, không có ai hết. Để chắc là thấy cho mày đông trai quá, nó ngại nó đi về rồi. Thì thôi chuyện nó cũng không có gì. Xong đến hôm sau thì mới biết là cái người nhảy lầu đó là bồ của cái anh Tú đó. Bồ của anh đó. Thì là hôm qua là chắc là mãi về bả thăm không. Tức là nhảy, tức là cái chị đó là chị nhảy xuống buổi trưa. Đúng rồi. Xong sau đó là buổi tối đó lại thấy đứng trước căn phòng đó để tìm gì. Bả đến ập cái ông đó, đến kiếm ông đó. Thì trước đó lại dạng như cãi lộn chia tay rồi nọ, nên là không có gặp người kia, nó không có nói chuyện rồi. Không biết, không cũng không ai nói. Không ai nói gì hết. Thì cái vụ mà cái đợt đó buổi trưa nó nhảy lầu thì các thì mấy bạn biết đó, ở trường nó thông tin nó không ai, không ai mà hé lộ ra ngoài được đâu, không ai biết gì hết trơn á, như nó tất cả là bình thường thôi. Rồi đó là một chuyện. Thì thằng em mình nó làm là nó làm, nó nói là người nào mà dám nói là không tin là có ma đó, thì thử vào những cái ngày mà 23 Tết, sau Tết khi mà sinh viên về hết, nó vô trong ký túc xá đỡ thử đi, để phải biết được cái cảnh liền. Cái cảm giác nó âm mưu mà lạnh lẽo ghê lắm, âm mưu lạnh lẽo ghê lắm. Đó, đợt đó là tụi nó cũng chơi, vào cái năm đó là tụi nó cũng chơi.
buổi chiều thôi, tụi nó thách nhau là đi lên bấm lên tầng, lên các tầng. Thì nói bấm dạng như bấm lên cái tầng cao nhất xong rồi đi bộ xuống, nhưng mà không, nó đi lên tới cái lầu 3, cửa hàng máy nó tự mở ra, cái hành lang nó tối thui, không có ai bấm hết rồi. Là lúc đó là cái gì gần dịp Tết thì sinh viên về hết rồi, chỉ còn có mấy người à mà đang dưới sân hết rồi. Nó nghĩ là mấy chắc mấy trai dưới giỡn à. Cứ là giỡn kiểu chạy lên bấm gì xong rồi chạy xuống. Đúng rồi, xong nó vô bấm lại. Bấm thì cái thang máy nó không đóng lại được. Thang máy nó không đóng lại được. Bấm một hồi luôn, không đóng lại được. Thế quyết định là đi bộ xuống luôn. Nó giờ chạy bộ xuống chắc thế nào cũng gặp mấy khứa nó đang đứng đang chạy dưới nè. Chạy xuống dưới thì thấy toàn bộ đang dưới hết. Hỏi ra thì nãy giờ không ai lên hết. Không có ai lên hết. Nó còn kể thêm một chuyện nữa là ở dưới bãi xe nó có một cái cầu thang, nó có một cái cầu thang máy là nó sẽ đi lên cái khu ký túc xá nữ. Thì cái thang máy đó nó thường xuyên dừng đột ngột, là cái thang máy đó là họ set up là nó chỉ dừng được ở lầu 3 và lầu 7 thôi, nhưng mà đôi khi nó sẽ mở ra những tầng khác. Mà những cái tầng đó thì ở trong thang máy không bấm được ở những tầng đó, có nghĩa là cái số của cái tầng đó không bấm được, và những cái người ở những cái tầng đó cũng không bấm được cái thang đó, không bấm được cái thang dừng đó. Khóa chốt, khóa chết trên cái đúng rồi, tầng đó. Khóa tầng luôn, là cái không có cách nào mà bấm được đâu. Nhưng mà nó sẽ tự động nó dừng những cái tầng đó, nó sẽ dừng, xong nó đóng lại, xong nó dừng bất chợt, nó không có theo một cái thứ tự nữa, nó thích dừng lúc nào nó dừng ở đâu rồi nó dừng. Nhưng mà đã ai gặp gì trong thang máy đó chưa? Không có ai gặp gì hết. Kiểu vậy giống như người ta đi nhờ hả? À kiểu vậy không? Không, một chuyện nữa là do thằng em mà nó chính mắt nó thấy luôn là lúc đó là nó học cũng năm 3 rồi, nó cũng dạng như là già làng rồi, nên là nó được cái ông thầy giám thị đó giao cho nó coi cái tầng đó luôn. Thì cái thời điểm đó là ổng, cái năm đó là đầu năm học, ổng dẫn một cái thằng cu vô, thì thằng đó thì nó nhỏ rồi, nó nhỏ con, nó nhìn nó ốm yếu thương sinh lắm. Vô nói việc mày coi sắp xếp cho nó chỗ ngủ này kia nọ đi. Thì nó mới sắp cho thằng đó là nằm gần cái cửa sổ để cho mát. Thì nói luôn là cái cửa sổ, nó nói cái cửa sổ đó nó là cái dạng cửa sổ lật. Nó là cái cửa sổ lật như vậy nè, có nghĩa là mình mở hết cỡ thì nó cũng chỉ lật ngang qua, nó là một cái bảng vậy nè, thì lật cái gì, nó lật ngang qua vậy thì đấy thôi. Tối đó thì thằng em nó hay chơi game, nó chơi game nó chơi khuya thì nó đang chơi thì bữa đó nó cũng mưa lâm râm, thì nó nghe cái tiếng sét đánh một cái đúng thiệt là lớn, xong là toàn bộ là cúp điện tới thui hết. Thì lúc đó nó chỉ còn sáng bằng cái điện thoại thôi. Thì nó mới nghe cái thằng cu đó đó, cu Tuấn đó đó, nó mới là Nó rên ừ vậy đó. Xong rồi nó kêu, xong rồi nó cứ chằn chọc qua chằn chọc lại vậy nè. Thì nghĩ lần này nó mớ thôi. Tại khi mà nó nổ tiếng nổ vậy đó, không còn gì tập trung nữa, thì mới nghe cái thằng này. Lúc đó là không gian nó im lắng hết trơn, mới nghe cái thằng này nó rên. Xong rồi này nó dùng dãy xong nó mới la lên là đừng có nhảy, nó la lớn là đừng có nhảy. Xong rồi nó bật dậy, nó lao ra ngoài cái cửa sổ đó, thì việc này nó mới hết hồn, giật lại nó chụp cái quần nó kéo lại. Mà thằng đó là nó mập bự lắm, mà nó lại không dằn nổi cái thằng nhóc này, trong khi thằng này nó nhỏ thôi, dằn không nổi với nó. Phải la lên thì mấy thằng kia mới dậy, hai ba thằng xúm lại mới đè thằng này xuống. Thì một hồi sau thì nó hết dậy. Tức là cái lúc buổi tối hôm đó là cái anh Việt anh đang chơi game đang thì chơi tự game. Nhiên cái anh nghe cái tiếng động trên kia, anh nhìn lên thì anh thấy là cái người tên Tuấn đó là đang mở cửa sổ chuẩn bị nhảy xuống dưới. Đúng rồi, là không, là có nghĩa là nó lao qua luôn, tức là đang nó, lao ra luôn, nó lao ra cái cửa sổ luôn. Thì cái cửa sổ đó là vậy, như mở ra thì nó sẽ lật ngang vậy nè. Dạ. Nó không phải là cái cửa sổ mở này, nó là dạ cái rồi. Cửa sổ lật. Lật. Ừ. Thì cái thằng một cái thằng nhỏ con nó có thể nó bay xuyên qua được cái lỗ nhỏ đó để nó xuống dưới đó nếu mà không chụp nó kịp. Thì như thằng mấy thằng mập bự thì sẽ không thể nào mà chui lọt được cái lỗ đó, nhưng mà thằng này nó nhỏ con, nó ốm yếu nhỏ lắm, nên là nó có khả năng là nó sẽ rớt ra đó nếu mà không chụp nó được. Thì vừa thấy vậy là anh la lên đừng có nhảy, xong rồi đúng rồi
thì nó nói là cũng hên cho thằng đó là cái lúc đó là tự nhiên đùng cái là nó nổ tiếng sấm. Nó nói là cái nó kể là cái thời điểm đó nó y trong phim kinh dị luôn, là nó nổ cái tiếng sấm lớn, nổ cái đùng xong là toàn bộ điện đó nó tắt hết. Thì em cũng hết hồn, thì lúc đó là cái ánh sáng duy nhất là cái ánh sáng từ cái điện thoại thôi. Thì lúc đó là cái không gian nó im ắng hết trơn, lúc đó nó mới nghe hàng rơi. Chứ còn nếu không bình thường mình đèn đốm này kia nọ thì chắc cũng không để ý, không để ý đâu. Nhưng mà lúc đó nó nổ tiếng sấm rồi đèn đốm tắt hết, thì lúc đó nó mới nghe hàng nó rên. Rên. Thì nghĩ là ngày mớ thôi. Nhưng mà đến lúc mà thấy nó càng ngày nó càng dãy dụa mạnh thì nó la lên là đừng có nhảy, đừng có nhảy. Cái là nó bật dậy, nó lao ra ngoài cửa sổ. Thằng này mới dịch lại. Xong cái bữa sau là nói với ông thầy chủ nhiệm, thì ông cũng dạng như ông này cũng không biết là ông không tin hay là ông muốn trấn an. Ông nói là không có gì đâu, có gì móc khóa chốt lại cái cửa sổ đó thôi, chốt lại cửa sổ đó thôi. Cái đêm thứ hai cũng như vậy, cũng như vậy. Thì lần này là nó để ý rồi, nó để ý thằng này. Thì tối thằng này cũng vậy, cũng rên ử. Xong rồi nó bật dậy, nó la lên đừng có nhảy. Xong nó lại tiếp tục nó lao ra cửa sổ đó. Nhưng mà cái cửa sổ đó là nó nhớ là trước đó nó đã khóa rồi, nhưng mà biết sao lần đợt này nó lại mở nữa. Không biết là nó mở lúc nào mà ai mở mà nó lại giống như nó hở rồi thì nó sẽ lao đâu mà được ngoài đó. Thật là cũng la lên chụp nó lại, kéo nó vô lại. Hai đêm liên tục. Nhưng mà ngạc nhiên cái là cái sức thằng này nó khỏe lắm, nó khỏe lắm. Hai ba thằng mà coi như thằng Việt em anh là nó mập bự lắm, thì mà nó không gì nổi thằng này, phải thêm hai ba thằng nữa mới cùng nhau mới đè nó xuống được. Xong rồi là báo với ông thầy mới là gọi phụ huynh nó lên. Lúc đó biết chắc nguy hiểm rồi, thì gọi phụ huynh nó lên thì á là mới biết là thằng này á là cái kiểu dạng giống như là nó là người nó yếu á, bóng vía nên là nó hay bị lắm. Má nó cũng ấy cũng lên, nó cũng đem xin bùa ở đâu á, đem lên cho nó, nó còn bị giật nặng hơn. Thằng đó nó còn bị giật nặng hơn nữa, là lúc mà nó chưa có bùa thì không sao, nó có bùa, nó đem bùa lên, nó còn bị giật nặng hơn nữa. Cụ thể là như nào? Cụ thể là nó cũng quằn quại như vậy đó, nó cũng rên la quằn quại vậy đó. Nhưng mà lần này là ta không có dám cho nó ở gần cửa sổ rồi. Nhưng mà tối nó vẫn rên la quằn quại vậy, mà nó quằn quại còn ác liệt hơn hai lần trước. Và nó cũng lao ra ngoài cửa sổ kiểu vậy. Nên là thấy không ổn rồi, kêu người nhà nó về cho nó đi luôn, cho nó về nhà luôn, chứ nó không ở nó được nữa. Tức là ngưng học chỉ vì cái chuyện. Đúng rồi, là nó bây giờ nói về cái lý do thì kêu là lý do là nó không đủ sức khỏe. Nhưng mà thật sự ra mà nói là cả giám thị, mấy bạn cùng phòng lẫn cả người nhà nó cũng đều biết là thằng này nó không ổn về cái chuyện tâm linh. Thì bởi vậy má nó mới thỉnh bùa, và má nó cũng nói luôn là thằng này nó yếu, nó hay bị nhập lắm, nó hay bị nhập lắm. Nên là có thể là khi mà vô cái trường này thì cái trường này nó quá nhiều câu chuyện tâm linh, nó có quá nhiều chuyện đi, nên là nó mới ấy. Đó là cái câu chuyện mà thằng em nó nói cho biết. Rồi cái chuyện nữa là trước lúc nãy là mình có kể á, đợt cái chị nữ sinh đó phải nhảy á, thì thằng em mình nó có chụp được cái tấm hình, nó chụp được tấm hình. Nhưng mà sau đó đến lúc mà nó cần nó kiểm coi lại thì nó lại cái tấm hình đó lại không mở được, nó không mở được tấm hình đó. Rồi một thời gian sau là nó kiếm lại là nó không thấy tấm hình đó luôn, nó không thấy tấm hình đó luôn, tự động bốc hơi luôn, nó tự động mất cái tấm hình đó luôn. Mà nó nhớ là nó không có xóa, nó nhớ là em không có xóa, mà máy em cũng không có vấn đề gì hết trơn á, máy em không bị gì, mọi thứ vẫn rất bình thường, chỉ trừ cái tấm hình đó, trừ cái tấm hình đó là nó không còn trong máy nữa. Lúc đầu là nó chỉ là không mở được thôi, kiểu tò mò lấy là coi lại là nó không mở được. Lần thứ hai nữa là nó vậy đó. Thì nó nói là những cái năm nó học ở đó đó thì cái chuyện đó nó không có phải là cái chuyện lạ. Nó kêu là năm nào cũng có người tốt nghiệp sớm á, bằng cách là nhảy, bằng cái kiểu tốt nghiệp sớm của nó trong mặt kép đó. Là nó nói là cái chuyện đó năm nào cũng có. Em cũng nghe nhiều người nói vui là ngay chỗ cái trường X này là nó có cả một cái hệ thống luôn, là tiểu học, trung học, xong rồi cao đẳng, đại học các kiểu. Mà đã vào một trong những cái cụm trường trong cái hệ thống đó là không bao giờ rớt, chỉ có rớt từ trên rớt xuống thì là có thôi. Đúng rồi. Mà có vẻ là có nhiều người không tin câu chuyện này, nhưng mà bản thân anh em mình là dân Gò Vấp, với lại nghe quá nhiều
và làm, giống như anh là có một người em học trực tiếp, em cũng có vài đứa bạn học trong đó, thì nó với lại cũng nhiều bạn kiểu trên kênh á, họ kể là những cái câu chuyện liên quan tới cái ngôi trường đó mà bây giờ không tin cũng không được. Tại vì em có một người anh này là dạy tiếng Anh cho những cái bạn sinh viên ở trong trường đó, thì người ta kể lại là nó xảy ra nhiều tới mức, ví dụ đi, những cái chỗ tòa nhà hoặc là cái trường đại học này kia thì lâu lâu cũng sẽ có những cái câu chuyện mà chẳng may tai nạn ta rớt xuống thôi. Nhưng mà trường này nó xảy ra nhiều tới nỗi là những cái người bảo vệ như anh nói là được training, được huấn luyện rất là kỹ càng, vừa nghe thấy có âm thanh á lại chạy vào một phát đắp xong rồi trong vòng mấy phút sau á, thậm chí đến cái mức mà nghe nói là em không biết thực hư như thế nào, nhưng mà từ những cái người ở trong trường nó nói lại là nó có một cái máy phá sóng, cái máy phá sóng nó bật lên một cái là không có điện thoại nào dùng được hết, là để tránh lan truyền cái thông tin ra bên ngoài. Và rất là nhanh công an sẽ xuống, bên nói chung là bên những cái lực lượng chức năng là sẽ xuống và người ta đưa đi rất là nhanh luôn, làm cực kỳ là gọn lẹ. Thì cái điều này chứng tỏ nó phải xảy ra một cách thường xuyên tới mức như thế nào và câu chuyện nó phải nghiêm trọng như thế nào thì người ta mới huấn luyện những cái người bảo vệ và những cái người lao công như vậy. Thì có một cái chỗ nữa nó cũng khá là nổi tiếng trong Sài Gòn mà nó giống như chị nào ít á, theo đúng như Nguyễn nói là nó có thiết bị phá sóng đó. Là đợt đó là mình làm việc, tình cờ mình làm việc ở đó, và cái khoảng thời gian đó nó cũng trùng hợp là cái lúc đó là mình vừa tan ca mình đi về luôn, và mình nghe ồn ào ngoài kia đó, ồn ào ở đằng trước là là có một cái người Đài Loan vừa mới nhảy, vừa mới rớt xuống. Thì lập tức là toàn bộ là bảo vệ họ chặn liền, họ không có cho ai đi tới khu vực đó hết, rào lại hết toàn bộ ấy, là nghiêm cấm hết, không cho ai ra vô gì hết trong khu vực đó trong vòng khoảng 10 phút thôi. Là khi mà họ được báo là ok clear, xong xuôi hết rồi là bắt đầu lại như thường. Thì qua ngày hôm sau á, thì những cái bạn mà bán hàng ở trong cái khu vực đó, bạn mới kể lại là hôm qua là vừa ấy, là cái người đó tự nhiên á là lao ra ngay chỗ cái giữa mà giống như có cái giếng trời á, lao xuống đó làm cái bịch, mà trước đó là ổng cũng còn đứng ổng bấm điện thoại đồ này nọ, tự nhiên cái ổng đút điện thoại vô xong cái ổng lao ra ngoài đó. Anh có nghĩ là bị khiến cái đó là, tại thực sự ra là mình cũng không có được chứng kiến, mà lúc đó là chỉ nghe những cái người mà bán hàng ở đó họ kể lại thôi. Và mình thì lúc đó mình đang trên đường đi tới cái chỗ đó, tại vì phải đi qua cái chỗ đó thì mới tới được cái bãi xe, nên là mình chưa không chứng kiến được. Thì nghe những cái bạn mà bán hàng ở bên đó thì bạn kể lại bên đó là cái ông đó là ổng đang bấm điện thoại vậy đó, tại vì trước đó là mấy người bán hàng ở đây thì ổng ngay trước đây nè, thấy rõ ràng là ổng đây, thì ổng đang bấm điện thoại vậy đó. Thì nhìn cái thời điểm đó là nó cũng buổi tối, thì bên đó nó cũng vắng, nó không có nhiều khách. Tầm mấy giờ anh có nhớ? Tầm đó là lúc đó là về là lúc đó là 10:30 tối. 10:30 tối là tan ca tối. 10:30 tối là tan ca, là 10:30 tối thì về cũng lúc đó cũng không có nhiều khách, nên là cái người bán hàng đó họ dễ dàng thấy được cái ông khách, ông đứng đối diện nè, đang bấm điện thoại nè, xong rồi ông tự nhiên ông lao ra ngay chỗ cái giữa cái giống cái giếng trời đó, lao xuống dưới đó. Và bảo vệ họ như một cái thấu, cái giống như là được training sẵn á, úp xuống hết, toàn bộ sóng ở đó là bị cắt hết. Sau đó là nhân viên ở ngay chỗ khu vực đó còn bị tịch thu điện thoại để kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong xuôi hết rồi mới được cho về. Tức là kỳ đến mức vậy, tại vì đúng rõ ràng là những cái chỗ này chỉ còn có một cái bằng chứng nào mà đưa lên, bây giờ mạng xã hội nó rất là phát triển. Và quay cái chỗ đó lên. Và cái chỗ đó thì cái chỗ đó thì người làm ở đó đó thì thấy hoài à, thấy hoài à. Thì có một lần á là cái cô rửa chén á, cổ ngồi mà không phải là buổi tối, ngay buổi trưa thì chỗ cổ ngồi là nó có một cái cầu thang đi lên. Cổ ngồi thì cổ cũng bấm điện thoại, đang bấm điện thoại, giờ nghỉ trưa mà, bấm điện thoại. Thì cổ thấy có 2-3 người đi ngang qua, đi từ trong cái cầu thang nó đi ngang qua, mà nó không có rõ ràng, nó mờ mờ thôi, đi ngang qua, lướt ngang qua rồi mất, rồi nó xuất hiện ngay trong buổi trưa.
Em cũng nghe kể có mấy vụ liên quan tới chỗ này, vì ngày xưa gia đình em lâu lắm, mấy chục năm trước thì cũng làm ở trong đó, nên là cũng nghe kể nó có từ ngày xưa là chúng phải như bây giờ. Rồi lâu lắm. Những người nào mà làm ca đêm á, hồi trước mình làm ca đêm á, làm ca đêm thì sẽ kiếm bất kỳ một cái chỗ nào đó có thể vắng vắng khách để ngủ được, thì cái khu vực cầu thang là cái khu vực thuận tiện nhất, dễ nhất. Ờ, thì hay nằm ở ngay chỗ những cái chiếu nghỉ cầu thang á, thì những người nào mà nằm ở đó sẽ thường xuyên nghe có tiếng bước chân đi lên đi xuống, và đó không phải là bảo vệ, đó không phải bảo vệ, tại vì biết là bảo vệ cũng ít có đi kiểm tra đó. Tức là khu vực đó bảo vệ ít khi nào vô, ít có đi nào vô, nó là cái cầu, nó giống như là dạng cầu thang thoát hiểm á, khi nào mà có sự cố gì người ta mới mở cái đó chạy. Và cái này là nghe tiếng bước chân đi lên đi xuống, đi lên đi xuống. Thì những cái lúc đầu á là giật mình chứ, tại sợ, tại vì không có cho nằm hay là để đồ đạc gì ở ngay chỗ hẻm hết trơn á, nên là nếu bị bắt được là sẽ bị lập biên bản. Nên cái thời gian đầu á là nghe tiếng bước chân sợ lắm, bật giờ ngồi dậy nhìn thì không có ai, lên xuống gì cũng không có ai á, mà nằm xuống một hồi á thì lại nghe tiếng bước chân đi đều á, cộp 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 cộp. Đó là tất cả những cái câu chuyện mà mình đã từng trải qua và nghe người thân bạn bè chia sẻ. Em nghe là anh Long kể lần này chắc là lần thứ hai, ngoại trừ cái lần đầu tiên khi em đọc xong em đã kể lại trên kênh rồi, nhưng mà cái cảm giác nó vẫn giống như là lần đầu tiên. Tại vì nó cái câu chuyện em nhớ nhất là tức maybe tại vì nhiều người, tức là rất là nhiều bạn khán thính giả, nhưng cô chú anh chị gửi chuyện cho em về rất là nhiều luôn. Có một số những câu chuyện có thể em quen, nhưng riêng những cái câu chuyện đặc thù tới cái trường đó đó, thứ nhất là khu mình ở, thứ hai nữa là nó quá nhiều, mà nó tức là em cảm thấy người ta ở đó là chết oan, mà người ta chết đúng như vậy bị khiến, tại vì năm nào cũng đúng chỗ đó, cũng đúng từ cái tầng đó, cũng đúng một cái vị trí đó nhảy xuống. Thì nhiều khi em nghe xong em nghĩ là không biết câu chuyện này đến khi nào mới dừng, và thật ra là nhiều mình cũng không biết cái câu trả lời cụ thể là khi nào mới có. Tại vì nghe kể là cúng kiến cũng nhiều lắm anh, cũng nhiều cúng kiến rất mà. Nhiều năm nào cũng cúng rất lớn luôn, nhưng mà chuyện đâu cũng vào đấy, kiểu nó cũng bị, tức là cái hôn nó bị nặng quá, cái hôn nó bị nặng quá rồi nó cũng khó. Mà biết là Nguyễn biết không, chứ vừa mới đây cách đây vài tháng nó cũng khó nữa. Thôi là một vụ em không, vụ vụ này em không biết cũng mới đây vài tháng. Cách đây vài tháng thì anh có một con bé nhân viên, nó học ở trường đó, nó là sinh viên trường đó. Và bữa đó cũng buổi chiều thì nó kể cho mình nghe là ở trường em mới nhảy nữa anh. Mới nhảy nữa đó. Vẫn là con gái mà. Vẫn là con gái. Đa phần toàn là con gái mà. Vẫn là con gái, nhưng mà không biết sao là tụi nó truyền tay nhau, không biết là bằng cách nào đó tụi nó chụp được hình và tụi nó truyền tay nhau được. Có một tấm hình. Có một tấm hình và nó có đưa cho anh coi, và anh nói nó là hồi xóa đi. Đúng rồi, em cũng nghĩ là nên xóa đi. Xóa đi, đừng có nên lưu giữ những cái như vậy. Mấy cái này ở trong người nữa. Nó ở trường. Cái nó biết sao mà bạn bè hay ai đó nó share nhau được cái tấm hình đó. Nó nói là trường em mới nhảy nữa đó anh Long. Thì nó đưa anh tấm hình coi, thôi được rồi xóa đi, đừng có giữ. Em không có muốn những cái chuyện nó không hay đến với mình thì đừng có giữ những cái này. Em thấy nhiều người giờ cũng không, đừng có nên coi. Không kiên kỵ gì đâu, em cũng sợ. Em thấy nhiều người cũng giờ thấy tai nạn hay cái gì là kiểu, ví dụ đi ngang qua vô tình mình thấy thì thôi cũng đặt chuyện thôi sao giờ. Chứ còn nhiều người thấy, kiểu tông xe nát đầu, trừ những người làm cái bộ phận chuyên môn của họ thì bắt buộc họ phải đứng để họ nhìn rồi. Còn đây á, đi giữa đường xong rồi đứng lại nhìn mà không sợ hay sao, mà có rất nhiều vụ kiểu nhìn vậy nha. Xong rồi ta theo về không phải hiếm đâu, em thấy đúng đã, em đã kể rất là nhiều những cái sự vụ giống vậy rồi. Đi ngang mình không có nhiệm vụ trong đó hết, cứ đứng nhìn xong mình thế nào chưa biết, chứ không mình cũng không thể nào nói trước là mình có bị dính hay không. Bởi vậy từ lúc mà coi những cái kênh tâm linh hoặc là khi mà bắt đầu tiếp xúc tới những cái kênh của Nguyễn á, mình bắt đầu biết được tới những cái nhiều chuyện tâm linh này kia nọ, những cái đường hướng để tránh là đi gặp tai nạn đời nọ, là một là đi đường khác, hai là cố gắng làm sao chạy và vượt qua thật nhanh, chứ nhiều khi nói xui chứ hợp mạng đâu biết được. Đúng. Em vẫn nghĩ là thôi, cái gì liên quan tới mấy chuyện này né được thì né. Cái gì giỡn được thì giỡn với mấy chuyện này thôi, tốt nhất là em em rất là cảm ơn anh Long hôm nay đã nhận cái lời mời của em, rất là hân hạnh. Thứ nhất là được đến quán của anh, cho được anh cho mượn cái địa điểm để mà quay video đem buông xuống tập số 3, và cũng như là anh đã dành thời gian để kể lại những cái câu chuyện mà bản thân anh cũng như là những cái người quen bạn bè của anh trải qua.
Em tin là những bạn nào mà xem video này nó sẽ là một cái trải nghiệm mà rất là ghê rợn, tại vì từ trực tiếp chính chủ, thứ hai nữa cũng sẽ có những cái, đặc biệt là những bạn nào tân sinh viên chuẩn bị đi vào cái trường X đó, nếu mà biết trường X là trường nào rồi thì qua những cái kinh nghiệm của người em anh Long là anh Việt thì cũng sẽ rút được cho mình cái cách nào để mà né những cái chỗ nguy hiểm ra. Cảm ơn anh Long rất nhiều. Chắc là anh Long muốn dành lời nào đó cho các bạn đang theo dõi câu chuyện của anh ha. Đó là những câu chuyện mà mình đã từng trải qua và mình đã chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ của mình. Chúc cho kênh của Nguyễn nó càng ngày nó càng phát triển hơn, được nhiều người biết đến, đăng ký, và cái kênh mình nó càng ngày nó càng phát triển mạnh mẽ hơn. Cảm ơn anh Long rất nhiều. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là những lúc đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh và để lại bình luận của các bạn ở bên dưới phần comment để tăng tương tác với lại kênh. Để khi nào mà Nguyễn ra video thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Và nếu, xin nhắc lại một lần nữa, hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, coi như là ủng hộ cho Nguyễn và một lời cảm ơn của các bạn dành đến cho anh Long ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.